Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ gửi đến quý vị một cái video có tên là đo vẽ tài sản tranh chấp tại tòa. Thưa quý vị và các bạn, mình đi khởi kiện ở tòa, không nói về những cái vụ mà tranh chấp về hợp đồng vay tiền, tranh chấp về tuyên bố một cái giao dịch nào vô hiệu, tranh chấp về những cái bồi thường danh dự nhân phẩm, thì ngoài ra còn lại thì những cái tranh chấp liên quan đến bất động sản thì đa phần phải đo vẽ và định giá. Vậy thì bây giờ tại sao mình phải đo vẽ định giá? Hôm qua thì có khách hàng tôi có nói một cái câu rằng là tôi giải thích với anh rằng là bây giờ anh ly hôn và chia tài sản chung thì tôi bảo rằng là bây giờ theo cái quy định, theo cái trình tự của một cái vụ kiện thì sau khi thông báo tạm ứng án phí hòa giải thì mời các bên lên để tiến hành đo vẽ cái tài sản tranh chấp. Thì anh bảo với tôi rằng là tại sao lại phải đo vẽ? Tại vì cái thông số về cái diện tích số tờ, số thửa, tờ bản đồ và diện tích xây dựng, diện tích sàn xây dựng trên cái giấy chủ quyền nhà là đã có sẵn rồi, thì tại sao phải đo vẽ chứ? Và việc đo vẽ này nó phải tốn thêm bút mực, tốn thêm tiền năng, tốn thêm. Thì tôi mới dạy cho anh rằng là như thế này: vì tòa án là một cái cơ quan quyền lực và tòa án không thể nào dựa trên những cái cơ sở pháp lý. Dĩ nhiên cái việc mà anh có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh có giấy chứng nhận sở hữu nhà và những cái thông số được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng. Tuy nhiên qua thời gian thì có thể những cái thông số nó cũng không chính xác. Và vì hồi nãy tôi nói rồi, vì tòa án là cơ quan quyền lực, khi tòa án ra bất cứ một cái phán quyết nào thì phán quyết đó có hiệu lực thi hành. Và vì cái tính quyền lực đó cho nên tòa án phải bắt buộc đo vẽ ra cái tài sản mình tranh chấp. Chứ không thể nào mà mình nói là bây giờ trước đây tụi tôi có làm một cái video có tên là tại sao phải định giá tài sản. Thì hôm nay tôi làm một cái video đo vẽ tài sản bất động sản tranh chấp. Thưa quý vị và các bạn, nó có nhiều lý do để dẫn đến một cái việc khởi kiện ở tòa án là bất động sản nói chung buộc lòng phải khởi kiện, phải đo vẽ định giá vì như thế nào. Ví dụ như bây giờ tôi khởi kiện trong cái vụ ly hôn và chia tài sản chung, tôi nói rằng là tôi có một cái căn nhà và cái căn nhà này vì vấn đề là mỗi chỗ tôi đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà rồi. Tuy nhiên rằng là vì cái nhà nó diện tích nhỏ quá cho nên buộc lòng họ phải đo vẽ. Mà khi đo vẽ như vậy thì sẽ phát hiện lên trên, cái nhà đó ngoài cái diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó còn phần cái diện tích vô dư là 30 mét nữa. Vậy thì trong trường hợp này khi tòa án xét xử thì tòa án sẽ như thế nào? Đối với phần mà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của cái cơ quan hành chính là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của quận, huyện hoặc là sở tài nguyên môi trường, thì cái phần diện tích vô dư tòa sẽ gọi các bên lên thỏa thuận, hoặc là bây giờ tòa sẽ phán quyết như thế nào? Không thể tòa chỉ phán quyết trên cái phần mà các bên tranh chấp trong khi cái phần diện tích vô dư như thế nào. Cái nữa là cũng trong trường hợp này thì diện tích trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà là 100 mét, tuy nhiên khi đo đạt thì nó vẫn còn có 95 mét. Thì tòa sẽ gọi các bên lên là bây giờ ông Nguyên Đơn ơi, khi mà bây giờ ông kiện là 100 mét trên cái giấy chứng nhận sở hữu nhà đó, tuy nhiên khi đo vẽ thực tế thực trạng là hiện tại là cái tài sản đang tranh chấp này nó chỉ còn 95 mét, vậy thì ông sẽ kiện trên 100 mét trên giấy hay là ông kiện 95 mét trên thực tế? Đó là một cái vấn đề mà các
bên phải cần. Nếu trong trường hợp các bên cứ khăng khăng giữ cái nguyên tắc đó, thông thường tôi cho rằng với kinh nghiệm của tôi thì thông thường tòa sẽ giải thích. Hồi xưa khi ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ba mẹ ông khi ông được cấp giấy chứng nhận, cái người chủ cũ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại thời điểm đó nó là 100 mét. Tuy nhiên bây giờ hiện tại đường nó làm vào, hoặc là khi đo vẽ có cái sự sai biệt giữa hai bản đồ, thì tòa đã giải thích và cuối cùng thông thường đại đa số là nguyên đơn sẽ chấp nhận cái phần mà diện tích hiện họ đang tranh chấp, diện tích thực tế, còn cái kia là diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bây giờ mình ví dụ trong cái vụ thừa kế đi, hai anh em khởi kiện nhau là 500 mét vuông, khi đo vẽ thì nó còn có 470 mét vuông. Nguyên đơn cứ nhất tần tật là tôi không cần quan tâm, tôi chỉ biết trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 500 mét vuông và nhà tôi thì có hai anh em, cho nên tôi yêu cầu được 250 mét vuông. Thì thưa quý vị và các bạn, tòa không thể nào chia cái kỹ phần thừa kế bằng một suất thừa kế mà chênh lệch giữa cái phần của người nguyên đơn và bị đơn, và tòa án sẽ lấy phần diện tích thực tế trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, diện tích thực tế là bao nhiêu và chia cho suất thừa kế. Thêm một trường hợp nữa, và tôi cho rằng nếu không có đo vẽ thì nó sẽ phát sinh nhiều cái tình trạng rất là phức tạp. Ví dụ như trong trường hợp là hai bên tranh chấp về cái việc mua bán nhà, hai bên đã ký hoàn tất việc mua bán nhà, một bên là không giao nhà, thì trong cái quá trình mà một trong các bên khởi kiện ở tòa án thì tòa án đã ra cái phán quyết, ra cái ban hành cái quyết định là đo vẽ. Thì đo vẽ thì mới phát hiện là trên đất đó không phải là một căn nhà mà là 5 căn nhà. Quý vị thấy không, tòa án là một cái cơ quan quyền lực. Nếu trong trường hợp này khi mà đi thẩm định tại chỗ, khi mà đo vẽ như vậy, ngoài cái nhà mà các bên đã giao dịch và đang tranh chấp, hiện tại trên đất đó còn có 5 căn nhà nữa, thì nếu như nói như cái vị khách hàng của tôi nói rằng thông số kỹ thuật đo vẽ chi mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc, thì như vậy khi tòa ra một cái phán quyết thì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Tôi có một cái câu chuyện như thế này và để kể cho quý vị và các bạn nghe. Thì ngân hàng có xuống và cho vay một cái bà A, nó vay một cái số tiền là tôi cho là 1 tỷ đi. Thì khi vay á thì họ không có khả năng trả nợ, cho nên ngân hàng đã khởi kiện đến tòa án. Và khi ngân hàng khởi kiện đến tòa án thì hai bên đã ra cái quyết định công nhận sự thỏa thuận. Và vấn đề phát sinh là tại thời điểm các bên công nhận sự thỏa thuận đó, trên đó có 3 căn nhà. Thưa quý vị, trên đó có 3 căn nhà. Và việc gì đến phải đến, đưa qua công ty ngân hàng đã gặp cái đơn yêu cầu như vậy. Và những người anh chị em ruột của cái người bị đơn này, người bị thi hành án bây giờ là bị đơn, bị cái người mà chấp nhận xả số tiền này, họ bảo rằng là hồi xưa em họ là con trai út, cho nên ba mẹ đồng ý đưa giấy để mà cầm cố thế chấp ngân hàng để vay vốn thôi. Thực chất đó là việc nhờ đại diện thôi. Và bây giờ cái quyền lợi của họ như thế nào? Ngân hàng bảo rằng là đất là của ông em, vậy thì bây giờ định giá cái nhà là bao nhiêu? Thưa quý vị và các bạn, ba cái người có quyền và nghĩa vụ liên quan không thể nào thỏa thuận. Tại vì nếu thỏa thuận định giá cái tài sản trên đất thì họ sẽ bị ảnh hưởng đến quyền và lợi pháp của mình rất là nhiều. Vì cái gì có thể cân đong đo đếm được cái thiệt hại của người ta, rất khó. Và tôi còn nhớ rằng là thi hành án đã gọi các ba cái người nhà anh chị em trên đất này và hỗ trợ một người tương đương khoảng hơn 100 triệu và 200 triệu gì đó. Tuy nhiên tôi cho rằng cái việc đó ảnh hưởng, tôi bảo với khách hàng rằng nếu anh đồng ý cái phương thức thỏa thuận, ok, mình sẽ dọn đi. Còn nếu anh không đồng ý thỏa thuận
thì tôi cho rằng tại thời điểm này phải khiếu nại cái quyết định công nhận sự thỏa thuận. Vì cái quyết định công nhận sự thỏa thuận này nó lại không mời những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến tại cái thời điểm đó. Nó sẽ ảnh hưởng tới những người đang có mặt ở trên đất này. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thông điệp của văn phòng luật sư Đoàn Nhã Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn, trong bất kỳ một cái việc tranh chấp bất động sản nói chung tại Cần Án thì nhất thiết phải tiến hành đo vẽ để xác định được cái đối tượng tranh chấp là bất động sản này nó thuộc cái chủ quyền của ai, và trong từng cái trường hợp thì tòa án sẽ có những cái phán quyết cụ thể. Nếu trong cái bất động sản này liên quan đến những người như là người cho thuê, diện tích tăng giảm theo cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tòa án sẽ gọi nguyên đơn lên, bị đơn lên và sẽ có một cái văn bản hỏi văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của quận, huyện, của sở để hỏi rằng lý do tại sao có diện tích tăng di giảm như vậy, và sau khi có một cái công văn phản hồi